Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết an yên. Câu chuyện ngày hôm nay bạn ấy gửi đến cho chúng ta có tựa đề Đám Ma Rạng Sáng. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của tác giả An Yên có thể ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của An Yên nhé. Đường liên kết của An Yên thì để trong phần mô tả video. Đừng quên trong quá trình nghe truyện, quý khán thính giả yêu thích ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Thì cảm ơn quý bà con mình rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Đám Ma Rạng Sáng, tác giả An Yên. Trong không gian còn mờ sương sớm, theo thói quen sinh hoạt từ lâu thì tầm giờ này dân làng Chuông đa phần còn đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy mà hôm nay 8-9 phần đều đang đèn đuốc sáng trưng mà tập trung ở nhà lão Lục. Bên trong căn nhà, tiếng khóc thúc thích vẫn vọng ra từng chập đến thê lương. Tiếng khóc ấy xé toạc không gian, làm cho ngôi làng vốn dĩ có địa thế trơ trọi này thêm phần ảm đạm và u uất. Số là nhà lão Lục có tang, con gái lão tên là Liên mới mất khi vừa tròn 16 tuổi. Cái tuổi hừng hực sức sống mà đột nhiên lăn quay ra chết thì có gì đó đáng sợ lắm. Và hãi hùng nhất là người ta phát hiện ra xác con bé thắt cổ chết ở gốc cây gạo đầu làng vào một đêm tối trời không trăng không sao. Liên ơi là Liên, sao con nỡ bỏ bố bỏ mẹ mà đi? Ôi trời cao ơi, trời cao đất dày thăm thẳm, sao nỡ bắt kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này? Tiếng bà Lại gào lên thảm thiết càng làm cho không khí trong nhà đã đau thương còn thê lương gấp bội. Trong làng hương khói mờ đục, lão Lục chỉ biết ngồi gục đầu đờ đẫn nhìn ra màn đêm đen kịch tối như hũ nút. Xác của Liên nằm im lìm đó trên chiếc giường gỗ ọp ẹp kề chính giữa nhà. Trên mặt được phủ tấm vải trắng che đi cái gương mặt ai oán, cổ họng vẫn hằn lên vết dây thừng tím liệm. Trong nhà rặt một màu trắng khăn tang, bà con chòm xóm đã có mặt đầy đủ. Kẻ chạy chọt việc vặt, người ra sức an ủi, động viên gia chủ. Chốc chốc, cả đám lại nhìn nhau, nén tiếng thở dài ảo não, trực trào ra ở cổ họng bất cứ lúc nào. Nói thêm về gia đình lão Lục, lão năm nay ngoài 50 tuổi, chẳng ai biết lão từ đâu dạt đến cái làng này. Chỉ biết lão sống với dân làng có phần tốt bụng lắm. Phàm là nhà ai có công to việc bé, lão cũng đều chung vai góp sức. Lão luôn mang chữ đức, chữ lễ ra mà đối đãi với dân làng, nên nhận được sự nể trọng. Ngoài 30 tuổi, lão Lục nên duyên với bà Lại. Bà Lại tuy chẳng được xinh đẹp, nhưng tính tình đôn hậu, thảo hiền. Hai vợ chồng ở với nhau mãi mới hạ sinh được con bé Liên. Con gái hai vợ chồng lão chào đời ngay vào đầu mùa xuân, khi muôn hoa đua nở. Hương sắc của con bé đã làm cho tất cả các trẻ sơ sinh khác trong làng trở nên tầm thường. Mọi người đã nhìn gia đình lão Lục như ganh ghét với cặp vợ chồng tị nạn của một xứ nghèo khó lại có thể sinh hạ được một đứa con đẹp như thiên thần này. Bởi vậy ông thầy bói khi gieo ba đồng âm dương để xem vận hạn kiết hung năm con bé 14 tuổi lại càng quả quyết Liên chính là một loại hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của gia đình họ Trần. Vì sau đó bà Lại không sanh thêm được đứa nào nữa, nên bao nhiêu dạy bảo yêu thương hai vợ chồng đều dùng hết cho cô con gái này. 16 tuổi, Liên được trời phú cho nhan sắc diễm lệ, khác xa đám bạn đồng trang lứa.
Dù quanh năm theo cha phụ mẹ, làm việc quần quật không ngơi tay, nhưng sương gió không làm nhan sắc con bé nhạt phai, mà càng ngày càng nở rộ. Mắt phượng, tóc đào, da trắng, môi đỏ, không ngoa khi nói rằng Liên đẹp nhất cái làng tổng này. Lại thêm sự dạy bảo uốn nắn nghiêm khắc của lão Lục, nên Liên cũng biết trên biết dưới. Những ai có dịp gặp mặt con bé ít nhiều thường bị chút vương vấn vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen liễu hờn. Nhưng cũng chính điều đó lại gây ra sát kiếp, làm bản thân con bé rơi vào hoàn cảnh bi thương. Ở cái làng chuông trong thời cuộc tăm tối, quyền hành đa phần tập trung vào tay bọn cường hào địa chủ. Còn đám dân nghèo chỉ biết lầm lũi sống đời con sâu cái kiến, tuyệt không dám phản kháng. Lão Lục lấy nghề chài lưới, còn vợ lão là bà Lài thì chỉ biết quanh quẩn với đám ruộng thuê giá rẻ nhà gỗ chánh để làm kế sinh nhai. Cuộc sống tuy có phần thiếu trước hụt sau, nhưng chưa bao giờ người ta thấy vợ chồng lão to tiếng với nhau bao giờ. Phàm là bất cứ ai trong làng có việc gì cần giúp đỡ, lão Lục đều không nề hà mà chung lưng đấu cực. Ấy vậy mà cơn gia biến đến với nhà lão quá bất ngờ. Đó là tròn đúng 3 tháng kể từ ngày con Liên được gả cho gia đình nhà ông bá hộ họ Dương. Một năm trước, bất kỳ ai có dịp ghé chân hay đi qua ngôi làng này đều phải dừng lại trầm trồ mà chiêm ngưỡng căn nhà ngói ba gian cột kèo gỗ lim bóng loáng, cực kỳ bề thế. Dân làng nói rằng đó là nhà của bá hộ họ Dương. Bá hộ Dương năm nay hơn 50 tuổi, thân cao 8 thước, râu hùm, hàm én. Hai đời nhà lão làm quan, cho đến đời ông cụ thân sinh thì chán ghét cảnh quan trường nên thoái lui về ở ẩn. Đến đời lão thì định cư luôn ở cái làng này. Thói đời kẻ tốt người xấu khen chê đủ điều. Kẻ thì bảo ông cụ thân sinh nhà lão bá là quan thanh liêm, chán ghét cảnh dối vua gạt chúa nên treo ấn từ quan. Kẻ nghi hoặc thì bảo lão ta ăn dày nên tìm cách cáo lão sớm. Bằng không với chức quan tri huyện, một năm 60 quan tiền thì lấy đâu ra mà để lại cho con trai sản nghiệp lớn như thế. Năm người mười ý cứ đồn đại ầm lên. Lão bá hộ họ Dương cứ mặc kệ và bỏ ngoài tai, không để tâm đến những lời gièm pha đó. Dù đã về ở ẩn làm ông bá hộ, nhưng gia đình của lão Dương là một trong những gia đình có tiếng ở cái làng này, khác xa với phần đông đám cường hào ác bá trong vùng. Bá hộ Dương sống khá kín tiếng, đối xử với gia nhân trong nhà cũng không quá hà khắc, nên cũng được lòng dân làng. Bá hộ Dương có 3 bà vợ, tiền bạc trong nhà thì nhiều vô số kể, ruộng đồng mấy chục mẫu, điền viên lên tới 3-4 căn. Vậy mà 3 bà vợ chỉ sinh cho lão toàn là con gái. Lão thường tự hỏi, sau này khi lão nhắm mắt xuôi tay thì lấy ai đứng ra mà lo liệu cho cái sản nghiệp đã truyền qua 3-4 đời? Lấy ai chống gậy rồi lo hương lửa cho gia tiên? Cứ thế mà lão cứ ra vào phiền muộn. Chiều hôm đó, khi đang chỉ tay mồm thét đám thanh niên để dục họ nhanh chóng chuẩn bị cái hội cúng thành hoàng của làng theo thông lệ hàng năm, thì lão Lục gặp một cơ duyên. Lão Lục vốn là người nhanh chân tay và chăm chỉ, nên bá hộ Dương đã tin cẩn và cho vời lại. Bá hộ Dương ngồi xuống chiếc sập gỗ, thủng thẳng nhấp ngụm trà rồi bảo: "Bác Lục này, thông lệ cúng thành hoàng làng ở làng ta thì bác cũng đã biết rồi đấy, mỗi năm một lần. Từ khi tôi nhận chức được thì đã biết các bậc tiền nhân coi trọng cái lễ này lắm. Cúng thành hoàng làng đó là để cầu cho mưa thuận gió hòa, dân chúng an yên mà làm ăn. Lại cũng là cái dịp để bẩm báo tổ tông những gì trong làng một năm qua." Lão Lục đỡ ly trà từ tay lão bá hộ rồi khẩn khoản đáp:
Vâng, ông bá dạy đúng lắm ạ. Ông có gì chỉ dạy, xin cứ nói, con xin nghe ông. Lão bá hộ Dương vuốt chòm râu dài tới quá cổ, thủng thẳng nói: Ấy, năm nay làng ta vinh dự được đoan hoàng tổng đốc về dự cái lễ cúng thành quan làng. Chuyện này vinh dự lắm bác Lục à. Hoàng muốn thị sát xem làng ta dân chúng mà ăn ở ra làm sao. Ta thì ta nhìn đi nhìn lại, chỉ có bác là người thật thà, lại nhanh chân nhanh tay, nên muốn bàn với bác một việc. Ấy là ta giao cho bác 10 quan tiền, 50 đấu gạo trắng, 100 cân thịt khô. Ta muốn nhờ bác đi phân phát hết cho dân làng, để cho dân làng có một cái lễ thật trọn vẹn trong 3 ngày quan trên thị sát làng ta. Không biết ý bác ra làm sao. Lão Đục nghe thấy thế thì run run, đặt bát nước chè còn bốc khói nghi ngút xuống cái phản tre mà lắp bắp đầy nghi hoặc. 10 quan tiền, 50 đấu gạo, 100 cân thịt khô. Ông bá giao cho con để phân phát cho dân. Con nào có tài cán gì mà được ông tin tưởng giao phó? Hay là ông bá tìm người khác đi, con bất quá chỉ những đứa ăn mày. Lão bá hộ xua tay bảo: Ây chết, ta đã nhìn trúng ai thì chỉ có chuẩn xác thôi. Ta thấy bác là người thật thà. Trước nay dân làng này vẫn bảo nhau bác là người rộng lượng, công tử phần mình. Nếu ta đem giao cho các đám lão chánh đó, thì khác gì dân mở cho miệng mèo. Lão ấy chả nuốt không vào túi, còn dân làng chỉ được cái hơi. Nói rồi bá hộ Dương quay ra ngoài cổng gọi lớn: Hóa, thằng Hóa ở đâu? Mày lại ông bảo. Tên người ở đang è lưng giữ cây luồng cao gần 20 trượng để dựng đám rạp bạc, nghe tiếng chủ gọi thì mau mãi chạy lại khoanh tay đáp: Dạ, ông cho gọi con ạ. Bá hộ gật đầu rồi nhìn tên người ở mà ra lệnh: Mày đưa bác Lục về nhà, bảo bà cá là giao cho bác ấy 100 quan tiền để bác ấy thay ông cứu đói dân làng. Ông đã dặn bà rồi, cứ nói thế là bà đưa tiền cho. Thôi mau đi, còn về dựng rạp bạc kẻo trễ đấy. Đoạn ông ta quay sang lão Lục mà khẩn khoản: Bác giúp tôi nha, tôi chỉ tin vào bác thôi, xong việc tôi tất không hậu đãi. Lão Lục ú ớ rồi chỉ biết răm rắp làm theo. Trên đường về nhà lão bá, lão Lục vẫn không tin vào chuyện mới xảy ra, nên tự tay cấu vào mình mấy cái đến hằn cả vết lên da thịt. Lão Lục tò mò hỏi tên người ở: Này, có thật là chủ mày tin tưởng tao thế không? Ở cái làng này thiếu gì người lắm chữ rồi lại tốt tính, sao lại cứ phải là tao? Người hầu tên là Hóa đang ngậm cọng rơm trong miệng, nghe thấy lão Lục lèm bèm thì dở giọng am hiểu mà phân tích: Ông còn bảo là cái bọn đọc sách thánh hiền toàn là bọn giả nhân giả nghĩa, đầy một bụng mưu mô, cái ngữ ấy mà giao việc cho chúng nó chả xà xẻo mấy phần. Ông bà bá hộ bàn ra tính vào thì chỉ có bác là người thích hợp. Lão Lục nghe thế thì tò mò hỏi: Thế ông bá bảo tao ra làm sao? Tên Hóa nhảy chân sáo mà đáp: Ông bá hộ bảo ở cái làng này chỉ có nhà bác là thật thà, làm ăn đâu ra đấy, thế nên mới tin tưởng giao một đống tiền cho bác đấy. Mà tôi còn nghe bảo ông bá hộ còn ước được kết bái anh em với nhà bác đấy. Nhất nhà bác rồi nha, lúc phất lên nhớ đừng có quên thằng Hóa này đấy. Lão Lục nghe mấy câu toan hót thì sướng cái lỗ nhỉ. Hóa ra kẻ bần nông như lão lại được ông bà bá hộ đánh giá cao như thế. Nếu quả thực như lời tên Hóa nói thì đời lão có khi lại lên hương thật, biết đâu chừng. Dù sao thì lão bá hộ trước giờ cũng không hà hiếp dân làng, nên trong thâm tâm lão Lục cũng nể mấy phần. Cuộc trò chuyện diễn ra râm ran, chẳng mấy chốc cánh cổng gỗ lim to bằng cả đống rơm nhà bá hộ Dương
đã hiện ra ngay trước mắt. Sau khi tên hóa thừa gửi, bà vợ cả của bá hộ Dương cũng vồn vã mời lão Lục ngồi vào ghế, rồi sai con Sen mang ra đúng 100 quan tiền đặt lên trên bàn. Lão Lục thấy số tiền lớn quá, bèn hoa mắt. Cả đời lão chưa bao giờ được thấy món tiền nào lớn đến vậy. Bà cả nhìn lão rồi cười. Trong sự nhà em xin nhờ bác, ông nhà em cứ ngại ngùng mà không tiện ra mặt. Chúng em bàn đi tính lại đó, thì chỉ có bác là người ngay thẳng, nên mạo muội phiền bác lần này. Thấy lão Lục gật đầu rối rít, bà bá hộ móc bên hông ra một túi thêu thổ cẩm, trong đó là 3 đồng bạc trắng, rồi đặt lên bàn, xoa xoa tay, vui vẻ nói. Ông nhà em có dặn kỹ là việc này phiền hà bác quá, nên dặn đi dặn lại đó, là phải trao cho bác 3 đồng bạc, gọi là tiền công. Xin quan bác hãy nhận lấy, kẻo ông nhà em lại quở trách em tội nghiệp. Lão Lục vốn là người ngay thẳng, nghe thế thì xua tay từ chối. Ây chết, ông bà cất tiền đi. Ông bà có tấm lòng Bồ Tát, một lòng cứu đói dân nghèo. Tôi thay mặt dân làng tạ ơn còn không hết, nói chỉ đến công với trả cán. Tôi nhận tiền của ông bà thì khác gì là người ích kỷ. Tiền này xin ông bà giữ lại cho. Bà bá hộ bẩm bẻm nhai trầu, nghe vậy cười hiền mà đáp. Ây chết, bác cả nghĩ quá. Đây là tấm lòng của ông nhà em biểu riêng cho bác, vì cảm khái cái khí chất thật thà, không màng danh lợi của bác đó. Bác nhận cho chúng em vui lòng. Bác mà chối đó là phụ tấm chân tình của chúng em đấy. Dùng dằn mãi, cuối cùng lão Lục cũng đành phải nhận 3 đồng bạc. Lão bái tạ bà bá hộ rồi xin phép ra về. Ngay trong hôm đó, lão thay mặt vợ chồng bá hộ làm đúng y lời, phát cho mỗi người một ít tiền và gạo thịt. Chiều xuống, lão Lục hớn hở mua hẳn một con gà luộc của quán cơm lão Béo đầu chợ, rồi sung sướng rảo bước về nhà. Bà nó ơi, bà nó đang ngủ chưa? Xem tôi mang cái gì về này. Lão Lục bước hẳn vào nhà, rồi đặt con gà luộc lên chiếc bàn tre ộp ẹp kê sát vách. Bà Lại đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường ở trong buồng, nghe tiếng chồng gọi thì rút cổ ho một tràng dài, rồi lục tục xỏ guốc bước ra ngoài nhà trước. Có gì mà ông vui thế? Thế gà ở đâu mà ông mang về đấy? Liên đang chõng mông thổi nồi cơm gạo đỏ dưới bếp, nghe tiếng bố gọi cũng mau mãi chạy lên nhà, nhanh tay đỡ bà Lại ngồi xuống chiếc ghế tre, rồi vui vẻ hỏi. Này, có gì mà bố vui thế? Hay là thắng mấy ván tổ tôm nên mua gà cho nhà đúng không ạ? Lão Lục cười ha hả rồi bảo. Còn hơn cả trúng tổ tôm nữa nha. Đoạn lão Lục kể hết cơ duyên mới gặp lúc sáng cho hai mẹ con nghe. Bà Lại nghe thủng câu chuyện thì chau mày bảo. Tôi cứ thấy nó kỳ lạ làm sao ấy ông à. Nhà người ta như công như phượng, nhà mình bất quá chẳng khác gì cái đứa ăn mày. Các cụ chả bảo thế gian chuộng của chuộng công, nào ai đi chuộng người không bao giờ. Chẳng có gì tự dưng lại tốt bụng thế cả. Ông nó cứ dè chừng đấy. Lão Lục thấy vợ nói thế thì chừng hững bảo. Ồ hay cái bà này, bà đừng có mà đem giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta thấy tôi thật thà nên đem lễ nghĩa mà đối đãi, chứ mình có ngửa tay xin đâu. Úi, đúng là cái loại đàn bà sâu thắm như cây rừng trâu ấy. Tôi nói cho bà nó biết, 3 đồng bạc đấy tôi sẽ mời hẳn ông Lăng Thuận ở làng bên về. Ông Lăng Thuận y đức cao lắm, nghe đồn từng chữa khỏi bao nhiêu bệnh nan y, còn được vua vời vào kinh mà chữa bệnh luôn đấy. Có ông ta ra tay thì bệnh của bà thế nào mà chả khỏi. Lúc ấy nha, tôi xem bà còn trách móc người ta được nữa không.
Bà Lại chép miệng không nói gì. Lão Lục sai con gái nhanh chóng bày mâm thịt rượu, rồi cả nhà đánh chén no nê. Trong thâm tâm lão cũng cảm thấy tự nể phục chính mình tới mấy phần. Bạn đi mấy tháng chẳng có sự lạ, lão Lục vẫn ngày ngày chăm chỉ cày cuốc. Bệnh tình của bà Lại đã thuyên giảm hẳn. Bà đã có thể thức khuya dậy sớm mà làm việc. Vì thế không khí trong nhà lại tràn ngập tiếng cười. Vợ chồng lão Lục vẫn thầm cảm ơn gia đình bá hộ Dương, nên gần đây qua lại khá thường xuyên. Còn bé Liền thì đến cái tuổi cập kê, nên lão Lục cũng đã tính đến chuyện cưới gả. Vì trong làng đã nhiều đám đến xin giảm ngõ, nhưng lão Lục lại từ chối hết. Kẻ thì lão chê là mắt trắng môi thâm, kẻ thì lão chê là không chí thú làm ăn, chỉ biết dựa vào cha mẹ. Nên dù bà mối có dắt tới 5 người 10 đám thì lão cũng gạt vắt đi, dù chính bản thân lão cũng đang khá sốt sắng cho chuyện cưới xin của con Liên. Một tháng trở lại đây, làng chuông dấy lên tin đồn có vong ám. Số là con Hoa ở làng bên không hiểu vì sao thắt cổ chết ở gốc cây gạo, lại nhầm đúng cây gạo đầu làng mà treo cổ lủng lẳng, nên cái chết có phần quái dị. Khi con gà thôi cất tiếng gáy mà lục đục kéo nhau về chuồng, khi tận không vọng lại tiếng gào thảm thiết như tiếng réo gọi vong hồn của con cú mèo đi ăn đêm, cũng là lúc làng chuông chìm trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang bất chợt lại tru lên từng hồi náo nề từ đầu con sông cái dội lại. Những thanh âm như tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất, tiếng cạo xé của con chó vào hàng rào và những tiếng cười the thé vang vọng trong không gian tối om như hũ nút, càng làm cho không khí làng chuông thêm phần quỷ dị. Chưa tới đầu giờ tí mà tất cả những nhà dân quanh khu vực đó đồng loạt tắt hết đèn đuốc. Bầu không khí u ám rần rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng với hơn 3.000 hộ dân này cũng biết làng này đã biến thành mảnh đất dữ. Mọi việc bắt đầu từ lời tiên đoán của một lão thầy phong thủy có dịp nghỉ chân tại gốc cây gạo đầu làng trong một lần lỡ độ đường vào một buổi chiều âm u. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, lão Lục đang nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Chiếc giường tre khẽ oằn lên, rồi vang ra những tiếng kẹo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng cố mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Bà Lại đã thiêm thiếp trong giấc ngủ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bà nằm ngửa, tay đặt im lìm lên ngực, mồm há ra như người sắp đưa vào quan tài, chuẩn bị đem đi chôn. Bầu không khí cô động lại, làm cho căn buồng trở nên cực kỳ ngột ngạt và bí bách. Liền sau đó là tiếng sấm rền trời và một cơn mưa ầm ầm như trút nước đã đổ xuống. Lão Lục mệt mỏi trở dậy, ngồi nhìn ra cửa, rồi đờ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu vẹo ở nhà trên. Lão Lục nhanh tay lấy tích nước chè xanh, rót ra một bát chè nghi ngút khói, rồi với tay lấy cái điếu cày rít lên từng chập, long lên sòng sọc, kêu ván cả nhà. Làn khói thuốc lào phả ra dày đặc. Lão Lục ngã người dựa vào chiếc tủ gỗ đã bị mọt ăn mà liêm diêm khoan khoái. Đang lần lần trong làn khói thuốc lào thì lão chợt giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc từ ngoài dội vào. Lão Lục chau mày nhìn ra cửa, rồi thầm nghĩ trong đầu. Quái lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm thế này, sao lại có người tới nhà mình nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng lão cũng lật đật đứng dậy, rồi ra mở cửa. Dưới làn mưa gió ầm ầm như tát nước, đập vào mắt lão Lục là hình ảnh một người đàn ông già, gầy nhẵn như ma đói, râu trắng, đội nón lá sùm sụp, đang co ro trong bộ áo đạo bào ướt sũng nước mưa. Phút giật mình nhanh chóng thoáng qua,
Lão Lục lắp bắp hỏi. Xin hỏi quan bác tìm ai? Người đàn ông trong bộ đạo bào đang run rẩy đôi vai, có lẽ do dầm mưa lâu nên giọng nói có phần run rẩy. Hai hàm răng đập vào nhau canh cách rồi đáp lời. Tôi là thầy phong thủy, có dịp đi qua làng này, lại gặp đêm mưa gió lỡ đổ đường, nên muốn xin ông cho tá túc một đêm. Ôi trời, mưa lớn quá ông à. Tôi chỉ xin tá túc chốc lát rồi đi ngay, chứ không có dám phiền lâu. Lão Lục nhìn người đàn ông đang co ro thì thương cảm, nhanh tay mở toang cánh cửa gỗ ọp ẹp, giọng gấp gáp nói. Vào nhà đi, chết thật, tôi vô ý quá. Quan bác vào đi, không chết rét bây giờ. Lão Lục nói rồi kéo ông thầy phong thủy vào nhà, nhanh tay khép cửa cài then, tránh cơn mưa lớn như tắt nước vào mặt đang hất vào nhà. Ông thầy phong thủy đặt tay nải lên chiếc bàn rồi rung giọng bảo. Bác có nước nóng không? Cho tôi xin một ngụm đi, rét quá, mưa lớn quá, tôi không chịu được. Tiếng trò chuyện xì xầm làm bà Lại và con bé Liên ở trong buồng tỉnh giấc cũng lục tục đi ra. Lão Lục ngoái đầu vào cửa buồng bảo. Liên à, con lấy chồng ấy bộ quần áo của bố đeo mấy thay đi, mưa gió thế này không nhanh là cảm lạnh chết rồi đấy. Lão Lục nhanh tay rót ra bát nước chè nóng hổi đưa cho ông thầy phong thủy. Ông thầy gật đầu cảm tạ rồi gấp gáp uống cạn đấy. Hơi nóng làm ông thầy bớt đi cái rét mấy phần. Sau khi thay bộ quần áo mà con Liên mới mang ra, ông thầy lấy làm biết ơn và hết lời cảm tạ gia chủ. Sau khi thấy ông thầy đã ấm thân, Lão Lục sở lỗi hỏi han. Bác làm gì mà đêm hôm mưa gió còn ra đường như thế? Ông thầy phong thủy co ro trong bộ quần áo thật thà kể lại. Tôi sang làng Hạ Trấn Yểm cho một gia đình trùng tang trở về đây. Nào ngờ cơn mưa ập đến nhanh quá. Tôi thấy nhà quan bác còn sáng đèn nên đánh bạo gõ cửa xin tá túc. Vì ở nhà còn việc gấp cho nên tạnh mưa là xin phép đi ngay, tuyệt không dám làm phiền gia đình nghỉ ngơi. Lão Lục cười xòa. Có cái gì phiền với hà, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn là lẽ thường tình mà. Nhà tôi giúp quan bác lúc này thì có người khác giúp chúng tôi lúc khác, thiệt đi đâu mà sợ. Đúng không bà nó? Bà Lại đẩy đĩa bánh bao mới hấp theo lời chồng đặt trước mặt khách rồi bảo. Vâng, nhà em giải trí phải, em mời quan bác rời cho nó nóng ạ. Ông thầy gật đầu rối rít. Vâng, thế tôi xin bà. Lão Lục rít thêm bì thuốc lào rồi nói tiếp. Quan bác mà không chê nhà tôi nghèo á thì kìa, cái ổ rơm đấy, cứ thế mà nằm nghỉ rồi mai lên đường cũng được. Ông thầy phong thủy đang trận trụa nút bánh bao nghe thế thì xua tay bảo. Ấy chết, tôi không dám làm phiền gia đình đâu. Với một nỗi nhà còn đang có việc gấp chờ tôi, nên xin phép hai bác, tạnh mưa là tôi đi luôn. Sau khi bánh nước xong xuôi, ông thầy cảm tạ gia chủ bằng một quẻ bói. Tôi chịu ơn của hai bác, lại chẳng có gì báo đáp. Thôi thì tôi xin gieo dùm cho một quẻ, xem phận hạn kiết hôn của nhà ta như thế nào. Nói xong, ông thầy liền lấy ra một tờ giấy bản, gói trong bọc đã thấm nước mưa một góc, rồi cẩn thận ghi lại bát tự sinh thần của Lão Lục. Sau đó bấm độn tính toán một hồi, rồi vỗ đùi đánh đét. Chúc mừng hai bác, nhà ta sắp có tin vui, là hỷ sự đó. Hỷ sự hả? Hỷ sự là sao? Ông thầy thủng thẳng vuốt chòm râu rồi giải quẻ. Con gái nhà bác sắp đi lấy chồng rồi, nhân duyên đã sắp đặt, tuyệt không sai đâu. Các cụ vẫn bảo nữ thập tam, nam thập lục. Cô nhà năm nay 16 mà vẫn chưa chồng, ấy là do tổ tiên giữ cho người đàn ông này. Nhấp thêm một cụm chè cho ngọt giọng,
Ông thầy làm mặt nghiêm trọng mà căn dặn. Các bác nghe kỹ đây nè, nghe kỹ lời tôi dặn nghe. Ngày mai đúng chín ngọ, ông bà sẽ gặp một người đàn ông ngoại ngũ tuần, mặc áo gấm màu vàng, chân đi giày đó, phong thái ung dung, lại là người độ lượng. Người đó có ba bà vợ, nhưng hiềm một nỗi là chưa có con trai nối dõi tông đường. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn, đừng để lỡ duyên loan phượng. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, ông thầy thay lại áo đạo bào rồi xin phép rời đi. Trước lúc ông đi, còn nằng nặc bắt lão Lục nhận một nén vàng và căn dặn phải nhớ kỹ lời sấm truyền đó. Chính ngọ hôm sau, hai vợ chồng lão Lục bỏ hết công việc mà ra ngoài ngồi ngóng. Quả nhiên đúng như lời ông thầy bùa đã phán, và người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão bá hộ họ Dương. Thế rồi sau lần đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà nhà bá hộ Dương cho bà mối mang trầu cao sang mà hỏi con Liên về làm vợ thứ tư cho nhà bá hộ. Lão Lục và vợ rất đắn đo, nhưng vốn dĩ trước nay dân làng vẫn tôn thờ bá hộ Dương, lại thêm việc chịu ơn lần trước, nên hai vợ chồng đành tặc lưỡi mà nhận trầu. Lão Lục vẫn tin rằng con gái nhà mình gả cho đúng gia đình phúc đức. Nếu con Liên hạ sinh cho gia đình bá hộ một thằng con trai mà nói giỏi tông đường thì nó cũng ấm thân. Đằng nào vợ chồng nhà lão chả được thơm lây. Con Liên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, dù lão Lục có thương con. Nhưng ở cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì con bé cũng chẳng dám cãi lời. Một tháng sau, đám cưới tổ chức theo dự định. Nhà bá hộ vốn giàu có nhất nhì ở cái làng Chuông, nên đám cưới có phần rình rang lắm. Đoàn đón dâu dẫn đầu là một cụ bô lão trong làng, tay cầm nhang. Theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ lễ vật, và kế đến là bá hộ họ Dương. Theo sau cùng là ba bà vợ cùng với một số người tùy tùng khác. Theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này, lão bá hộ cũng phải làm lễ gia tiên rồi mới được rước vợ về. Gia đình lão Lục cũng chuẩn bị chu toàn lắm. Khi con Liên ra khỏi, cũng phải bước qua một bếp lò đang cháy, mục đích là để loại bỏ những vận đen đuổi, đem may mắn đến cho gia đình nhà chồng. Trong tiệc cưới đó, lão Dương tỏ ra vồn vã. Lễ tự hồng là lễ tạ ơn ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên lại, khiến họ nên vợ nên chồng và ăn đời ở kiếp bên nhau, diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo dân làng và các bậc chức sắc. Sau tiệc cưới là họp cẩn, lão Dương cùng con Liên uống chung một ly rượu. Sau đó con Liên đi trại chiếu rồi lại chồng ba lạy. Lão Dương cũng xá lại vợ mình ba xá. Hai người luôn kính nhau như khách. Sau hôn lễ, bà vợ còn hối thúc lão và người vợ mới dắt nhau về gia đình nhà lão Lục để làm lễ lại mặt, còn gọi là nhị hỷ, nên dân làng đồn rằng số con Liên sau này chắc chắn sung sướng lắm. Nhưng chính giây phút lão Lục gả đứa con gái duy nhất cũng chính là ngày bắt đầu xảy ra nghiệp chướng. Cái chết của con bé khiến cả gia đình của bá hộ họ Dương rơi vào con đường nghiệt ngã. Từ sau khi vào nhà, thái độ của lão Dương cùng ba bà vợ bỗng nhiên thay đổi. Gia đình bá hộ xây hẳn cho người vợ thứ tư một căn nhà ở cách xa làng tầm 300 dặm, lại cấm tuyệt không cho ai ra vào, kể cả gia đình lão Lục. Họ lấy lý do là ông thầy phong thủy nói phải chay tịnh cho con Liên đủ 3 tháng thì mới có con trai. Lão Lục nhớ con lắm, nhưng đành vậy chứ không biết làm sao. Bá hộ Dương chỉ cho một con hầu ở lại chăm sóc cho người vợ thứ tư, còn mình thì lấy lý do bận chuyện buôn bán
nên chẳng bao giờ qua lại căn nhà. Lâu lâu chỉ có bà vợ cả là ghé qua tiếp tế đồ ăn thức uống, rồi nhanh chóng đóng cửa lại đi ngay. Còn dặn dò Liên là phải tĩnh tâm chay tịnh mới mong sinh được con trai mà tiếp nối cái sản nghiệp của gia đình. Liên cứ vật vờ ở trong cái căn nhà gỗ lim Ba Giang đó, nhớ mẹ, nhớ cha, cũng chẳng thể về, vì ngoài cổng lúc nào cũng có hai tên thanh niên lực điền túc trực canh phòng ngày đêm. Cớ sự chỉ đến vào một buổi chiều nọ, khi Liên đang tha thẩn ở ngoài sân, buồn chán thế nào, Toàn đi vào buồn lấy kim chỉ thiêu thùa cho nhanh qua ngày đoạn tháng. Mà xui quỷ khiến thế nào, Liên lại bắt gặp con Xoan, vốn là đứa hầu gái, năm nay mới hơn 10 tuổi, mà lão bá hộ cho về ở cùng từ khi chuyển sang căn nhà mới này. Nó đang lúi húi trộm tiền. Liên thấy con hầu đang rón rén mở cái hộp gỗ mà bà cả đã giao cho mình và bảo trong đó có tiền vàng, để nếu cần gì thì sai gia nhân canh cổng mua cho. Liên thấy cảnh đó thì giật mình quát: Xoan, sao em lại trộm tiền của chị? Con bé Xoan nghe tiếng quát thì kinh hãi đánh rơi mấy nén bạc vừa mới móc ra khỏi chiếc hộp. Nó tái mét mặt nhìn Liên rồi quỳ sụp xuống khấn đầu lia lịa: Con xin bà, con lại bà tha cho con, con rất dạ lần này. Liên cau mày gắt nhẹ: Em ở với chị, chị có để cho em thiếu thốn cái gì đâu, sao lại làm cái trò trộm cắp thế? Rồi đến tay cụ bá là cụ đánh cho mà chết, chị chẳng cứu được đâu. Con bé Xoan run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống ôm chân chủ mà run giọng: Con xin bà đó, bà tha cho con với. Nhà con nghèo nên mẹ con đứt ruột bán con cho bà cả nhà cụ Chánh làm con hầu. Nay nghe tin mẹ con bệnh nặng lại không có tiền thang thuốc, nên con đánh liều lẻn vào buồng bà ăn trộm, rồi đem con trèo tường về đưa cho mẹ. Con xin bà, con cắn rơm cắn cỏ con lạy bà, bà mà báo cụ bá là con chỉ có chết, bà tha cho con với bà ơi. Liền nghe thủng câu chuyện thì thương cảm trào hai dòng nước mắt. Đoạn còn ngồi xuống chiếc giường bọc nhung rồi nói: Lần sau có khó khăn gì em cứ nói cho chị một tiếng, chị sẽ giúp cho nếu như có thể. Đừng có trộm cắp quen tay. Lần này chị tha, nhưng mà lần sau thì chị báo cụ bá đi nha. Nói rồi Liên nhặt hộp bạc và móc ra mười mấy nén đưa cho Xoan, rồi cười hiền bảo: Đây nè, em cầm lấy mà lo cho mẹ, nhưng nhớ lần sau là không được trộm cắp nữa, nghe chưa? Xoan cầm đống bạc khóc nức nở rồi lắp bắp nói: Bà ơi, con thương bà quá. Liên trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi cười hiền: Hay con bé này, chị đã bảo là không mách cụ bá rồi mà, đừng có khóc nữa, cầm tiền về lo cho mẹ đi. Xoan lại càng khóc to hơn, dẫu mãi nó mới nín. Nó nhìn ra ngoài sân khi chắc chắn rằng chỉ có hai chủ tớ trong nhà, nó mới run rẩy nhỏ giọng: Bà ơi, cụ bá muốn giết bà đấy. Liên hoảng hồn, toàn thân nổi gai ốc khi nghe lời đó phát ra từ miệng đứa trẻ mới 9-10 tuổi. Giây phút hoảng hồn đi qua, Liên mới lắp bắp không thành lời: Cụ ba giết chị. Con bé Xoan gật đầu khẳng định, rồi kể vạch vòi những mảng tối sau bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão bá hộ Dương. Cách đây tròn một năm, lão bá hộ Dương cũng âm thầm cưới về một cô gái làng bên tên là Hoa. Năm đó cũng tròn 16 tuổi. Chuyện bắt nguồn từ chính cái gia sản kết xù truyền ba đời của nhà lão mà con Xoan vô tình nghe được sau những lần đứng hầu hạ bà vợ cả. Thì được biết số gia sản này có được là nhờ vào những vụ đầu cơ lạm phát, lãi mẹ đẻ lãi con. Chưa kể đến việc số gia sản mà tổ tiên để lại cộng thêm vào đã lên đến con số không ai ngờ tới. Thế nên lão bèn nghĩ đến chuyện
xây hầm vàng để cho con cháu đời sau thừa hưởng. Nhưng ngặt một nỗi, dân làng Chuông tại vách mạch rừng biết tin lão đào hầm vàng thì thế nào chả có nhiều kẻ dòm ngó. Vì thế lão Bá Hộ mới nghĩ ra cách giấu số vàng bạc ở dưới căn hầm sâu vườn, để ngày sau con cháu của lão sẽ đào lên tha hồ mà hưởng thụ, lại không sợ phường trộm cắp nửa đêm khoét vách trèo rào mà thăm viếng. Lão chuẩn bị việc đó rất kỹ lưỡng. Lấy cớ thờ Phật, lão xin phép quan phụ mẫu dựng một ngôi chùa trên một cái đồi hoang ở khu vườn ngay sau nhà. Và trong khi đào móng làm chùa, lão đã bí mật xây một cái hầm chôn vàng chôn bạc ăn sâu xuống dưới lòng đất. Học theo lối giữ kho báu của người xưa, lão nhẫn tâm tìm một người con gái đồng trinh chôn ngay ở vị trí cách kho vàng chỉ vài bước chân để làm thần giữ của. Nếu không phải là người hô đúng tín hiệu mà lão ước hẹn với thần thì đừng hòng đưa một ly của cải lên khỏi mặt đất, thần sẽ vật chết bất cứ một người lạ nào đến cửa hầm. Khi mưu tính đã vẹn toàn, lão bèn để ý đi tìm một người con gái đồng trinh. Và con bé Hoa ở làng bên vốn là đứa mồ côi, lại ở với người bác suốt ngày bài bạc, được Bá Hộ Dương mua về trên danh nghĩa là cưới thêm vợ lẽ. Con bé Soan khẽ rung giọng rồi lắp bắp kể tiếp. Từ khi lấy vợ về, lão Dương cho Hoa ở một buồng riêng. Lão rất chăm chút, rất ghen tuông, nhưng có một điều là chẳng bao giờ ăn nằm với người vợ thứ tư đó. Cả đến cá thịt, hành tỏi lão cũng không cho ăn, lấy cớ là phải ăn chay niệm Phật để sinh quý tử. 3 tháng một lần, lão lại cho người vợ mới một bộ quần áo mới có chiều khá đắt đỏ. Sau khi đủ 6 tháng trời nhẫn nại thì nhân lúc con Hoa đang ngủ say, lão đã mổ bụng moi sạch ruột gan rồi nhét cỏ khô bùa vàng, lại cho cái xác ngậm nhân sâm rồi dùng chỉ đỏ tẩm chu sa khô miệng lại, mang đi táng cách hầm vàng một đoạn để làm thần giữ của. Nhưng có lẽ lão đã làm sai điều gì nên cái xác con Hoa cứ rửa ra mà không tóp lại. Cực chẳng đã, lão phải lập mưu đi cưới người vợ khác, và người đó chính là Liên. Liên vừa nghe thấy vậy, tai ù đi rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ngày tối hôm đó, Liên hoảng sợ trèo tường mà bỏ chạy thục mạng về nhà. Rung rỗi thế nào, mấy miếng ngói rơi xuống phát ra tiếng động, làm cho hai gã lực điền canh cổng phát hiện và tóm sống. Mặc cho con Xoan hết lời lạy lục, chúng trói nghiến hai người rồi ném vào cái nhà kho. Tin ấy đến tai Bá Hộ Dương lúc nửa đêm, làm lão hoảng lắm, sợ việc không thành nên mau chóng thúc ngựa chạy sang. Biết Xoan đã kể hết cho Liên nghe mọi chuyện, lão nhẫn tâm sai hai gã gia nhân lấy sợi dây thừng siết cổ Liên. Liên trợn trừng mắt, máu dùng lên mặt tím liệm, sau đó đổ ập xuống thành cái xác không hồn, khóe miệng nhễu ra một dòng máu đỏ lồm. Trước khi hồn lìa khỏi xác, bên tai cô còn văng vẳng tiếng lão Bá đều đều: "Mày sống làm người họ Dương, chết cũng phải làm ma họ Dương. Mày biết quá nhiều rồi, đến tai quan thì bố mày có mà sạc nghiệp. Thôi thì sống để bụng, chết mang theo. Có trách thì trách bản thân mày nha." Con bé Xoan cũng chịu chung số phận. Lão lại tính toán rạch ròi, ấy là sai hai gã gia nhân nhằm lúc giờ tí canh ba đem xác của Liên treo lên gốc gạo đầu làng. Dân làng Chuông vốn rất mê tín, chắc chắn sẽ đổ tại ma quỷ hợp mạng mà bắt Liên đi, và đồng thời cũng là một cách hợp thức hóa cho cái chết vì bị sợi dây thừng siết cổ. Thế rồi Bá Hộ Dương nhanh chóng sang nhà lão Chánh lúc nửa đêm mà bàn việc chia nhau mảnh đất đầu làng cho có lệ. Lão Chánh có tiếng nói ở cái làng này sẽ đứng ra làm chứng. Thế là vẹn cả đôi đường.
Tình liền treo cổ chết ở cây gạo đầu làng. Được người soi ếch phát hiện ra, nhanh chóng làm cả cái làng chuông dậy sóng. Người người, nhà nhà thắp sáng đèn đuốc mà tiến ra chỗ gốc gạo, nơi vợ chồng lão Lục đã ngất liệm từ bao giờ. Bà Hồ Dương cũng than khóc vật vã bên cạnh xác người vợ mới cưới chưa lâu, càng làm cho cái thảm cảnh càng thêm u uất. Xác của Liên mặc áo cánh gụ, hai con người trợn trừng trắng giả, hàm răng cắn chặt vào cái đầu lưỡi thâm sì, gỡ mãi không ra. Cái xác nằm im lìm trên manh chiếu cói mà ai đó đã thương tình trải vội ra, nhìn rất bi thương. Dân làng hò nhau khênh xác con bé về nhà, rồi xốc nách dìu luôn hai vợ chồng lão Lục đang nhũng ra như con chi chi. Trở lại hiện tại, lão Lục vẫn thất thần ngồi nhìn xác đứa con gái mới gả đi chưa lâu. Bà lại ngất lên ngất xuống, rồi cứ tỉnh táo thì lại gào lên những tràng xé gan xé ruột. Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau, kẻ an ủi hai vợ chồng lão Lục, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạc. Khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một triền sông. Do không biết chính xác giờ tử của Liên nên điều đó là tối kỵ. Dân làng gọi đó là cái chết bất đắc kỳ tử, nên một cụ già thay mặt gia chủ cứ chọn thí một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục tang ma. Xác Liên được đem về đặt trên chiếc chõng tre, khuôn mặt đã được che đi bằng tấm vải trắng. Cụ trưởng sai mấy chị trung niên dìu bà Lại đang điên cuồng ôm lấy thân thể con gái mình gào khóc ra nhà ngoài. Đoạn sai mấy người đàn bà khác dùng nước ngũ vị hương lau sạch sẽ thân thể con bé và thay đổi quần áo cho tươm tất. Không biết Liền treo cổ từ bao giờ mà cái thây đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái xác, rồi cố banh hai hàm răng ra. Tiếng đũa gỗ va vào răng phát ra âm thanh lách cách, làm mấy người chợt rùng mình nổi gai ốc. Một người đàn bà trong bộ áo nâu sòng rách bươm khẽ thở dài, rồi bỏ một vốc gạo và ba đồng tiền vào miệng cái xác, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng. Liền sau đó, một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên sàn nhà. Xác Liền được ba gã lực điền bê từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Mấy người hàng xóm thân cận đã tề tựu đông đủ. Lâu lâu tiếng khóc nấc nghẹn lại thốt ra ảm đạm. Bốn người đàn ông là chỗ chí thân của lão Lục tiến lại nâng người chết bằng bốn góc của tấm vải tạ quan và đặt vào quan tài bằng gỗ đổi, có chịu ọp ẹp lắm. Tục lệ của làng chuông truyền từ ngàn đời nay là khi làm lễ nhập quan, đối với thi hài nam giới thì nâng lên 7 lần, còn đối với nữ thì nâng lên 9 lần, tượng trưng cho số vía. Bốn người đàn ông mặc buồn rười rượi nâng cổ áo quan lên đủ 9 lần, rồi từ từ hạ cổ áo quan xuống hai chiếc ghế gỗ đã kê sẵn trong nhà. Cụ trưởng quay ra hối thúc: "Nhanh tay lên, trứng gà và cơm cúng đâu? Ơi, nhanh chân tay lên nào." Một chị hớt hải chạy nhanh vào, rồi đặt lên trên quan tài một chén cơm úp được ém lại bằng hai chén. Trên đó cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông, và một nén nhang đã được châm lửa bốc cháy đỏ rực, tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Lễ khâm liệm diễn ra mau lẹ. Người ta đồn Liền chết oan lại thắt cổ treo lủng lẳng ở thân cây gạo, nên oan hồn còn vương vấn hồng trần, không muốn siêu thoát, nên tang lễ của nó phải diễn ra thật nhanh, phải chôn quan tài cho nhập thổ thật lẹ, và thầy cúng sẽ liền đó làm lễ trấn hồn, để oan hồn con bé không bị quỷ sai bắt về nhân gian mà quấy quả dân làng nữa. Lễ phúng điếu diễn ra gấp gáp,
nhưng vẫn đầy đủ tiền bạc, nhang đèn, hoa quả, liễn và văn điếu. Người làng thương cảm cho nó bao nhiêu thì lo lắng cho oan hồn của nó trở về bấy nhiêu. Nói đâu xa, con bé Hoa dạo nọ cũng tầm 16-17 tuổi, xinh đẹp ngời ngời, lại ở cái tuổi còn đang hừng hực sức xuân mà đột nhiên lại treo cổ chết. Người ta đồn nhau nó chết vào giờ trùng, nên thần vòng về lùng bắt khiến cả nhà con Hoa chết theo. Cứ ba ngày một mạng, cực kỳ ghê sợ. Lão Lục và vợ cùng mấy người họ hàng đã quần áo trắng, áo xô đầy đủ. Khi khách phúng điếu vái lạy vong hồn con gái họ thì họ phải lại trả lễ một nửa số vái. Người làng thương cảm con bé đẹp người đẹp nết, lại phần vị nể bá hộ Dương nên kéo đến đông lắm. Thành thử mấy canh giờ mới kết thúc cái lễ khâm liệm. Chiều hôm ấy, lão bá hộ Dương vẫn giả bộ khóc lóc, lại nghe cụ trưởng và nhà lão Lục bàn nhau chôn cất con bé sớm nên lão gật đầu ngay. Đoạn dây thừng cũng được đốt luôn để tránh thần vòng quay lại lùng bắt người. Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, con đường đất dẫn ra nghĩa trang của làng giờ này lầy lội nước mưa. Đoàn đưa tang hơn 100 người phải khó nhọc lắm mới dò dẫm bám chặt năm ngón chân xuống mặt đường mới khỏi ngã. Đất bùn gặp nước mưa quyện chặt vào bánh xe tang, làm chiếc xe cứ chồng chành, tưởng chừng như sắp đổ. Một cụ già phải lấy thành tre nứa gạt đi đám đất bùn đang bám chặt vào bánh xe, thì chiếc xe mới từ từ chậm rãi tiến từng bước khó nhọc. Huyệt mộ của Liên được chôn ở tích sâu trong nghĩa trang nên xe tang chỉ có thể đi đến một nửa. Bốn gã lực điền phải ghé vai khiêng chiếc quan tài rồi dò dẫm bước từng bước, có khi trèo lên cả mấy ngôi mộ khác để tìm đường. Huyệt mộ gặp cơn mưa nên nước đã đổ vào đầy âm ấp. Cụ trưởng nhanh mồm sai mấy người dùng mấy cái gầu sòng điên cuồng tát nước sang hai bên. Hì hục trong khó nhọc, phải mất thời gian nửa nén nhang thì mới cạn trơ tới đấy. Có như vậy thì người dân mới thòng được hai cái dây thừng buộc trâu vào quan tài và từ từ hò nhau hạ cổ áo quan xuống huyệt mộ. Bà Lại bò lăn ra đất, quần áo tóc tai dính bết bùn lầy, điên cuồng gào khóc. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới ghì bà Lại lại được. Cụ trưởng phẩy tay ra hiệu cho mấy gã lực điền nhanh tay xúc đất lấp lại huyệt mộ. Khi tiếng bộp bộp của đám đất rơi xuống nắp áo quan cũng là lúc lão Lục trào ra hai dòng lệ trên khuôn mặt khô quắt sạm gầy. Bà Lại thét lên một tràng man dại rồi ngất xỉu tại chỗ. Nhân quả báo ứng nào có bỏ lọt một ai, và đáng sợ hơn là nó xảy ra ngay lập tức. Cơn biến cố của gia đình lão bá hộ Dương đã bắt đầu từ đó. Để che mắt dân làng, lão Dương đã ở lại cho trọn cái lễ tang. Đến sẩm tối hôm đó, nhà lão Lục vẫn còn đông người. Bá hộ Dương thay mặt gia đình đi mời rượu hơn 5 bàn cổ để gọi là tạ ơn vì đã giúp công giúp sức trong lúc tang gia bối rối. Tuy nét mặt của lão tỏ vẻ sầu khổ, nhưng trong thâm tâm thì cay cú lắm. Lão cay vì mất bao nhiêu tiền bạc mà chuyện chẳng vào đâu, đã vậy còn bị Liên phát giác ra bí mật. Nói rủi ra, nếu chuyện đó đến tai quan lớn thì quan sẽ dựa vào cớ đó mà tịch biên gia sản của gia đình lão. Nghĩ đến đây, lão cay cú ngửa cổ nốc cạn ly rượu, rồi nhìn vào bàn thờ hương khói của Lương đang kê sát vách mà chửi thầm. Con mẹ mày, định hại cả nhà ông mày hả? Mày chết cũng đáng lắm. Lúc ánh mắt cứu vợ của bá hộ Dương nhìn thẳng vào tấm ảnh truyền thần của vợ mình ở trên bàn thờ đang lập lòe ánh sáng của ngọn đèn dầu và làn hương khói lờ mờ, lão chợt ú ớ đánh rơi bát rượu vỡ toang, làm mấy người gần đó giật mình.
Thoáng qua một giây thôi, lão thấy rõ ràng liền trong tấm ảnh họa trắng đen đang quắt mắt nhìn lão đầy oán hận. Lão ố ớ loạn choạng lùi lại mấy bước, lỡ ngỡ thế nào lại vấp phải hòn gạch nên ngã đổ kềnh ra. Dân làng tưởng lão say rượu nên hò nhau khiêng lão vào trong nhà. Lão ú ớ nhìn về bàn thờ thì trong di ảnh, trong mắt của Liên đang liếc xéo nhìn chằm chằm lão. Chưa kịp định thần thì bên ngoài cổng đã vọng lại tiếng gào thét thảm thiết. Ông ơi, ông về nhà ngay đi, bà cả chết treo cổ ở xà nhà rồi. Tiếng lắp bắp của tên người ở quen mặt làm tai lão ù đi. Sau giây phút điếng hồn đó, lão mặc nguyên cả đồ tang rồi theo tên người ở chạy hộc tóc về nhà. Hai thân ảnh đổ ập siêu vẹo dưới ánh trăng và hai bó đuốc rọi xuống đường làng. Mất 10 phút sau mới tới căn nhà nơi đầu làng của lão. Đèn đuốc trong nhà đã sáng trưng, gia nhân tụ tập xì xào nhìn xác bà vợ cả của lão Dương mà rùng mình ớn lạnh. Trăng thượng tuần soi rọi cái xác của bà ta đang đông đưa dè dẹ ở thanh xà gồ. Tiếng kèn kẹt phát ra trong không gian u tịch càng làm cho thảm cảnh thêm phần ma quái. Đám gia nhân chỉ thầm thò bên ngoài mà kinh hãi, không dám vào trong. Lão bá hộ giật bó đuốc, xăm xăm bước tới. Ánh đuốc bập bùng soi rọi chỗ đầu nhà, hiện lên một xác chết còn đang đông đưa nhẹ nhẹ. Từ nơi khóe miệng dẻo ra thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Bá hộ Dương bất giác nhận ra đó là người vợ cả. Nhưng quỷ dị nhất là đúng lúc đó, một tiếng chớp kéo theo tiếng sấm rì đùng vọng lại từ không trung, làm cho lão ngã sóng xoài. Một giây thoáng qua, lão cảm tưởng hai con mắt đang lồi tướng ra ngoài của bà vợ đang nhìn chòng chọc vào lão. Đám gia nhân hãi lắm, vội dìu lão dậy. Cái xác vẫn đung đưa nhẹ nhẹ, làm tiếng xà gồ vang lên những tiếng kẽo kẹt giữa khung cảnh ma mị. Ông ngồi ra kia đi, để con hạ cái xác của bà xuống còn đi báo quan. Chứ để bà lạnh lẽo thế tội lắm ông à. Thằng ớt lên tiếng, kéo bá hộ Dương trở lại hiện tại. Lão thất thần mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước, chỉ khẽ gật đầu. Sống với lão hơn chục năm nay, lần đầu tiên ớt thấy chủ của mình không còn cái bộ dạng ung dung như thường lệ, mà thay vào đó là nét mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người trúng gió. Dìu lão lại cái ghế gỗ đặt trước khoảng sân gạch nhỏ, ất cùng hai người mới tháo dây hạ cái xác xuống. Hai con người như lội hẳn ra ngoài, làm gã cũng không dám nán lại lâu, chỉ cắt cử hai người ở lại canh chừng xác chết, còn mình thì nhanh chân đi hò hét trước cổng nhà ông chánh tổng mà báo án. Hai gã người làm phủ vội mảnh áo lên trên khuôn mặt cái xác, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhầy nhụa máu huyết. Lúc hai gã vừa quay lưng tiến lại chỗ bá hộ Dương thì một làn gió mang theo hơi lạnh kinh người xộc tới, làm cho lão co ro mình mẩy rung lên, bất giác nhìn về phía đó. Chỉ một giây sau, lão đứng bật dậy, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Vì sau lưng hai tên người ở, bà vợ cả đã bật dậy đứng nhìn lão chòng chọc. Sợi dây thần bệnh vẫn còn quấn chặt trên cổ. Từ khóe miệng nhơ nhớp máu, ngoác ra nhìn lão rồi cười lên the thé. Dân gian vẫn thường nói, đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười. Thì đêm nay lão nhận đủ. Kèm theo tiếng cười ma quái, đó là tràng âm thanh giận dữ như tiếng réo từ cõi âm tàu xa xôi. Thứ âm thanh khô khốc lanh lảnh đó làm lão bất giác ngã sập xuống, miệng ú ớ không thành tiếng. Hai gã người làm quay người lại thì vẫn thấy trước cửa nhà là cái xác bà cả nằm im lìm. Bất giác chạy nhào tới, nó lầy gọi.
Ông ơi ông làm sao thế này? Phải mất một lúc sau, đến Tráng và người làng mới kéo đến bưu kính nhà lão. Quan lại đang khám xét bên trong. Lão ngồi ở chiếc ghế bản, mặt cắt không còn giọt máu. Dân làng bàn tán xì xào, vài người còn buộc miệng nói ra câu: ba đời giàu sang, sống cho ác lắm, cho nên oan hồn chúng nó về đấy, xì, báo ứng đây. Lần đầu trong đời lão chứng kiến chuyện ma quỷ, lại thêm mấy kẻ ác miệng rằng ba đời nhà lão ăn gan uống máu, tàn sát biết bao dân nghèo, nên đến lúc oan hồn về đòi mạng, càng làm lão sợ hãi vạn phần. Mất một lúc lâu sau, thần trí của lão mới hoàn lại. Nhưng lão giấu bặt đi chuyện thấy ma. Lão vẫn tin là thần hồn nát thần tính, rằng lão quán gà, chứ trên đời làm gì có ma quỷ. Giả như có, thì tại sao bao nhiêu người chết dưới tay lão không tìm về sau bao nhiêu năm mà phải đợi đến bây giờ? Sau khi an táng cho vợ cả xong xuôi, bản đi hai ngày chẳng có sự gì lạ. Cho đến ngày thứ ba, ngày làm lễ mở cửa mã cho Liên, thì gia đình lão đã thực sự rơi vào bước đường cùng. Số là vì còn ám ảnh chuyện bà vợ cả trừng mắt nhìn mình khi đang treo cổ, nên lão dọn hẳn sang nhà bà vợ thứ hai. Bà này tên Hoài. Sẩm tối hôm ấy, lão đang ngồi đờn mặt ở cái chõng tre thì đứa người ở mang vào một cái hộp gỗ. Lão gặng hỏi thì nó bảo là của đứa bé ăn xin, nhờ đưa tận tay lão. Kỳ lạ hơn là chiếc hộp có mùi tanh, nhưng lẫn vào trong đó là mùi hương bưởi, hệt như mùi trên mái tóc người vợ thứ tư của lão. Lão chau mày đỡ lấy chiếc hộp đã hoen gỉ bản lề, rồi mang vào nhà xem xét. Như có một ma lực vô hình kéo tay lão đi, chiếc hộp trên bàn cũ kỹ như sắp mục rửa lại bốc lên một mùi tanh nồng, làm lão hơi nhăn mặt. Lão nhẹ nhàng mở cái nắp hộp ra, hai mắt bỗng chốc lạc thần, rồi thét lên một tiếng. Sau đó là ngã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Bà Hoài nghe tiếng thét của chồng thì cùng vài người ở lao nhanh lên xem thử. Thấy trên bàn là chiếc hộp rỉ ra thứ máu huyết đen ngòm, đang nhễu xuống thấm đẫm khuôn mặt của bá hộ Dương. Lúc này ông ta đang nằm sóng xoài dưới nền gạch. Bên trong chiếc hộp là sợi dây thừng còn ướt đẫm máu tanh. Bá hộ Dương không biết mình đã ngất đi bao lâu. Cho tới khi choàng tỉnh thì trời đã về khuya. Lão với tay khêu to ngọn đèn dầu đặt cạnh đầu giường để ánh sáng xua đi nỗi sợ. Không biết từ giây phút nào mà tâm thức của lão bất giác lại sợ bóng đêm. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cho lão giật mình mà bất giác ngoái nhìn. Lão ngồi dựa lưng vào đầu giường, nắm chặt tay bà Hoài, thì lại có một sự lạ. Thanh âm từ đầu làng xa xăm rồi vang vọng ngay đầu ngõ là tiếng chó tru từng đợt. Dân gian thường bảo chó tru trăng là ắt có ma đang đi trên đường. Ánh đèn dầu bỗng lu tỏ tắt liên hồi, căn phòng tranh tối tranh sáng, làm lão thu mình lại, mắt láo liên nhìn khắp xung quanh. Một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm và một mùi thối nồng nặc tởm lợm xộc vào cơ thể, làm lão co rúm người lại. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, chợt vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Thứ âm thanh khô khốc trầm đục, làm sao lão có thể quên. Vì mới mấy ngày trước thôi, cái xác khô quắc của bà vợ cả với sợi dây thừng treo trên xà nhà cũng đồng đưa kẽo kẹt, làm lão lạc hết hồn phách. Lão bất giác đưa mắt nhìn về phía góc phòng. Cái võng mà lão hay nằm, nó đang chùng xuống và khẽ đồng đưa. Lão nắm chặt tay bà Hoài, hồng đánh thức bà dậy. Nhưng đêm nay như có một ma lực vô hình nào đó mà vợ lão ngủ say không tỉnh. Lão nhìn chằm chằm vào cái võng
lúc này đã im lìm như cũ. Một lúc lâu sau cũng không chuyển động gì, lão mới đưa tay lên ngực thở mạnh một hơi, thì bất ngờ bên cửa sổ cạnh chiếc giường lão nằm là một tràng âm thanh rin rít như có ai đó đang cào mạnh vào cánh cửa. Tiếng thở dài não nuột và cả tiếng thúc thích như ai đang khóc bên ngoài cửa sổ. Lão ngồi im nín thở, tiếng thở dài nhanh chóng đổi thành tiếng cười khanh khách. Lão kinh hãi hét lớn, rồi lật tung tấm chăn mỏng chạy thục mạng ra khỏi cửa. Trời bất giác nổi cơn giông tố, kèm theo tiếng gào thê thảm vang vọng khắp tầng không. Từng cơn gió thổi dọc con đường độc mộc nơi dẫn vào nghĩa trang làng Chuông cũng không làm lão chùn bước. Dù con đường dẫn vào nghĩa địa lúc này nhơ nhớp bùn lầy, trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Con đường đất chạy giữa nghĩa trang bình thường vốn đã có ít người qua lại, vả lại giờ này đã chập tối, lại gặp tiết trời mưa gió lê thê, nên nó càng trở nên vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt là tiếng ếch nhái ẩn ương từng chập kêu vang, không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Bá hộ Dương vẫn xăm xăm bước lại hai mộ đất ở rìa nghĩa trang. Hai ngôi mộ mới đắp là của Liên và người vợ cả, mưa gió đã bạc đi một phần. Lão cắm cái xẻng xuống đất rồi không nói một lời, điên cuồng đào xới. Nước mưa đập vào mặt lão đau rát, lão cũng mặc kệ, bùn đất quện chặt vào làm động tác của lão rất khó khăn, nhưng lão cũng mặc kệ. Dưới sấm chớp đùng đoàn và tiếng mưa rít lên như gào thét, rất nhanh chóng đã hình thành nên một huyệt mộ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đám Ma Rạng Sáng của tác giả An Yên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.